chỉ cần anh nhận em vào làm thì em sẽ thực hiện đúng như những gì mà em đã ghi trong hồ sơ xin việc. Hồ sơ ấn tượng đấy. Thôi được rồi, cô được nhận luôn. Còn cô, đi về đi. Thưa giám đốc, anh còn chưa xem hồ sơ của em, cũng chưa phỏng vấn em mà. Sao lại đã bảo bạn này được nhận còn em phải đi về ạ? Cô là cô Linh nhỉ? Bởi vì là hồ sơ của Trà quá xuất sắc rồi, nên là tôi cũng không đọc hồ sơ của cô làm gì cho mất công. Với cả công việc của tôi là công việc đặc thù, yêu cầu cao lắm. Bây giờ mà tìm được một người phù hợp như Trà, hơi khó. Em chấp nhận bị loại, nhưng mà ít ra anh cũng phải xem hồ sơ của em rồi phỏng vấn em vài câu chứ. Đấy là sự tôn trọng tối thiểu của nhà tuyển dụng dành cho ứng viên mà. Anh gọi em đến đây rồi không phỏng vấn gì là sao? Đã phải, đã thua kém người ta rồi thì chấp nhận là người bị loại đi. Đừng có dở mấy cái văn bẩn ra để cố nài nỉ làm gì nữa. Tôi có thể vui vẻ chấp nhận việc mình bị loại, nhưng tôi không thể chấp nhận việc tôi không được tôn trọng như thế. Thôi được rồi. Anh, em có thể bắt đầu công việc của mình được không ạ? Ý của em là em muốn thực thi công việc ngay bây giờ à? Vâng, đúng rồi ạ. Anh với em hiểu ý nhau đấy. Chắc chắn là trong công việc chúng ta hợp tác sẽ ăn ý lắm đây. Tốt, thái độ làm việc như thế là rất tốt đấy. Nếu như mà em đáp ứng được nhu cầu của anh ấy thì anh em mà làm chính thức luôn, không cần phải thử việc, nhận luôn 100% lương. Anh định làm ở đây thật đấy à? Thì có làm sao đâu em. Đây là phòng tài liệu mà đang dần đi trưa thì làm gì có ai vào. Nhưng mà em cứ thấy sao sao ấy. Sao là sao? Mới ngày đầu đi làm đã cãi à? Từ mai đi làm chính thức rồi thì qua nhà anh luôn. Còn hôm nay thì anh không chịu được nữa. Để vào nhà anh. Anh ơi. Thằng em. Mày về lúc nào mày không bảo anh ra sân bay anh đón mày. Anh đón con khỉ. Ông có bao giờ ông ra đón tôi không? Hả? Ai này? Bạn gái à? Không, nhân viên. Cấp dưới mới vào. Mới vào mấy hôm thế mà cuối tuần lại rủ đến nhà để làm gì anh? Lúc nãy anh cần đọc tài liệu nên là anh bảo mang qua cho anh. Thế à? Giới thiệu với cha, đây là Lâm, em trai của anh, đồng giám đốc, đồng sở hữu công ty cùng em. Nhưng mà tại sao em chưa thấy anh ấy lên cơ quan làm việc bao giờ? Thì mới vào được có mấy hôm gặp làm sao được. Thế mới hay chứ. Với cả mấy hôm nay ông ấy cũng đi công tác. À mà mang tiếng là đi công tác, thực ra là chơi ở Việt Nam chán rồi, sang nước ngoài chơi cho nó đã. Này, vớ vẩn nhá. Nói là vớ vẩn. Anh không có nói trêu đấy, anh sang anh có việc thật. Thế em là Trà. Trà xong việc chưa? Xong rồi. Xong rồi thì về đi em. Thế em xin phép hai anh em đi về ạ. Nhìn vừa thôi, nhân viên của anh. Nhân viên của anh thèm vào. Này, cuối tuần rồi gọi nhân viên đến nhà riêng để làm việc, đã thế lại còn là nữ. Anh không sợ người đời người ta gièm pha, người ta nói ra nói vào, người ta tung tin đồn nhở? Nếu mà có bất kể một lời đồn nào ấy thì chỉ có thể là từ miệng chó của mày thôi, không ai đồn anh mày cả. Tất cả mọi thứ ấy vẫn trong tầm kiểm soát của anh. Gớm nữa, đường đường là một chap boy, ăn chơi đẫy ra, xong bây giờ lên mặt dạy đời à? Chap gì? Bỏ lâu rồi. Bây giờ người ta trưởng thành rồi, người ta vì công việc, tất cả bây giờ người ta hướng cho công việc hết rồi. Tao nghỉ đây.
Thế là đi tu rồi à? À, thầy tu xong rồi bao giờ thầy muốn lên công ty làm ạ? Để em bảo người sắp xếp cho thầy ạ. Mai! Thằng này đi nước ngoài về lạ thế nhỉ? Tự nhiên lại chăm chỉ đột xuất. Ngày thường toàn ăn chơi đàn đúng, giờ lại chịu lên công ty làm việc cơ đấy. Chị à, bản đề xuất tiền tiêu của dự án mới em gửi lên phòng cho chị rồi đấy. Chị kế phê duyệt giúp em với. Chị yên tâm, em sẽ gửi hoa hồng đầy đủ cho chị. À mà, chị đừng nói chuyện này cho anh Hùng biết nhá. Vâng, em biết rồi, đúng là chị yêu của em. À chị ơi, em muốn hỏi thêm chị một chút. Chị có biết anh Lâm, giám đốc mới ở công ty không? Anh ấy vừa đi làm đấy. Sao mà không biết, đợt vừa rồi anh ấy đi nước ngoài, nên là anh Hùng tạm quản lý thôi. Còn giờ anh Lâm về rồi, thì phải chia đều quyền quản lý ra ấy. Ờ, thế ạ? Nhưng mà chị ơi, công ty này là của nhà họ. Thế thì công ty mai sau chia đôi chủ sở hữu là thuộc về hai người đấy. Chị nghĩ mà xem, trong hai người đó thì ai là người thông minh sáng lạng, có tiền đồ hơn hả chị? Là anh Lâm. Thực ra chồng anh ấy ăn chơi thế thôi, chứ thông minh hơn anh Hùng nhiều. Đợt trước ông ấy không quan tâm chuyện công ty thì không nói, chứ đợt này tự nhiên ông ấy chăm lắm, còn đi nước ngoài để học thêm cơ mà. Hay anh ta biết mình sắp được thừa kế công ty nên mới sốt sáng như vậy? À vâng vâng, em hiểu rồi, em chỉ tò mò chút thôi. Thế mai chị lên công ty, em mời chị đi ăn nhá. Vâng, vâng ạ, em chào chị. Thế thì không phải là anh Hùng, mà em trai anh ta, anh Lâm mới là người cần cưa đổ. Phải lên kế hoạch quyến rũ anh ta mới được. Mà chẳng hiểu sao nhá, lúc nào cũng phải va cái loại hãm như cô là sao nhở? Xin việc à? Tôi đi đâu, làm gì, không có trách nhiệm phải báo cáo với cô. Phiền cô tránh đường ra. Trong cái lúc mà cô phải chật vật để đi xin việc làm nhân viên ý, thì tôi chuẩn bị được thăng chức lên làm quản lý rồi đấy. Cái gì? Cô vừa mới vào làm được có hơn một tháng thôi mà đã được thăng chức lên làm quản lý rồi á? Đương nhiên, cái người có năng lực ý, nó phải khác cái loại vô dụng như cô chứ. Có năng lực thật không? Hay là lại phải dựa vào cái gì đó thì mới được thăng chức như thế chứ? Ý cô là sao? Tôi nói thế cô muốn hiểu thế nào thì hiểu. Giờ tôi đang bận, tôi đi đây. Này, nói cho rõ ràng rồi đi đâu rồi đi. Bỏ ra! Nếu mà không muốn bị đau ấy, thì đừng có động vào tôi. Tôi không nhịn nữa đâu. Chào anh. Chào em. Sao đấy? Đến đây có việc gì à? Dạ. Anh Hùng có ở nhà không ạ? À, Hùng nó đi công tác rồi nên nó không có ở nhà. Có việc gì à? May quá, cơ hội của mày đến rồi cha ơi. Nếu mà có việc gì thì nhắn lại cho anh, để anh nhắn lại với Hùng. À, thôi không cần làm phiền anh Hùng đâu ạ. Thực ra hôm nay em đến đây là để tìm lại cái bút máy hôm em mang sang đây để cho anh ký tài liệu ạ. Bút máy á? Vâng. Thực ra cái bút máy ấy là kỷ vật của gia đình nhà em, nên em rất là trân quý. Em nhớ cái lần cuối cùng em nhìn thấy nó là ở trong nhà này, nên là em mới sang đây ạ. Thế để anh vào tìm cho. Ấy, thôi, em không làm phiền anh đâu. Anh cứ để em vào trong nhà rồi em tự tìm được ạ. À, thế để anh đưa em vào. Dạ. Đi. Đây, vào đây. Anh ơi, hôm trước ký hợp đồng ở trong phòng này nên chắc là cái bút nó cũng rơi ở đây thôi ạ. Em cứ thoải mái tìm đi. Vâng, thế để em tìm nhé. Em chào đấy. Tự dưng em chóng mặt quá, chắc là em bị cảm rồi ạ. Thế à? Thế em ngồi tạm xuống đây. Để anh đi lấy cho cốc trà gừng nhé. Cái gì đây?
Sao lại nằm kiểu đấy? Anh Lâm, thực ra em có tình cảm với anh từ lâu rồi. Lần đầu tiên gặp anh, em đã trúng tiếng sét ái tình. Nhìn anh đỏ mặt như thế, chắc là có tình cảm với em à? Thế thì nhân cơ hội này mình tiến tới đi anh. Biết ngay mà, làm gì có thằng đàn ông nào cũng lại được xúc quyến rũ của tôi. Miếng thịt ngon bày ngay ra trước mắt thì làm gì mà có ai từ chối sơ cơ chứ. Anh Hùng, sao anh lại ở đây ạ? Thì tôi phải ở đây để xem em đè em trai tôi ra rồi làm gì nó. Anh ơi, anh phải nghe em giải thích đã. Ôi, cũng không cần phải giải thích đâu. Tôi chỉ hơi bất ngờ là tại sao mục tiêu tiếp theo của cô lại là em trai tôi à? Chứ còn cái loại người dùng thân thể mình để thăng tiến như cô làm ra mấy chuyện này đâu có gì là lạ đâu. Này, cẩn thận cái mồm đấy nhá. Em không phải cái loại người thích ăn tạp đâu. Hai người được lắm. Tôi không phải là con gái để hai người khinh thường đâu nhá. Thế à? Nếu không muốn khinh thường ấy thì tốt nhất đừng dùng thân thể của mình để tiến thân. Nói chung là tôi không phải kiểu người thích dùng chung đồ với người khác. Mà hơn nữa ấy, xung quanh tôi đâu có thiếu phụ nữ đẹp. Cô ấy chỉ là một trong số những lựa chọn đấy thôi. Tôi nói dối với cô rằng là anh Hùng đi công tác không có ở nhà, để xem cô làm gì tôi không. Này, nào ngờ cô ấy làm thật. Sao anh dám làm thế với tôi? Anh có ý định như thế với tôi từ trước à? Ừ, tại vì Linh nói với tôi mà. Nếu mà không muốn bị đau ấy, thì đừng có động vào tôi. Tôi không nhịn nữa đâu. Linh! Hello. Đã lâu chưa? Mới thôi. Sao ra quán cà phê em ngồi đây làm gì? Làm gì có tiền. Ừ. Kinh nhở. Dạo này đi nước ngoài về trông phong độ bảnh bao gớm. Tha đừng duyên đi. Vẽ được mấy hôm rồi. Hôm nay mới có thời gian ra đây. Bận việc công ty quá. Không sao mà. Đúng rồi. Và chuyện chính đây này, tớ khiển trách cậu đấy nhá. Lần này tớ bay về nước sớm ấy, phần chính là tớ hỏi cậu tại sao không về công ty tớ làm hả? Tớ nhớ là trước khi tớ đi nước ngoài, mình đã thống nhất với nhau là cậu về cậu quản lý kinh doanh cho tớ. Tớ cũng đã dặn ông Hùng là xếp cậu vào vị trí trưởng phòng. Thế tại sao không mà làm? Thì cậu biết tính tớ mà, tớ không muốn vào làm theo diện người quen. Tớ cũng nộp hồ sơ với đi phỏng vấn như bình thường thôi. Nộp hồ sơ rồi, phỏng vấn rồi, thế tại sao không vào làm? Thì tớ bị anh trai cậu đánh trượt chứ sao? Đánh trượt á? Này, cậu đùa tớ à? Với học vấn năng lực của cậu, tại sao đánh trượt cậu được? Thì anh Hùng không biết tớ là bạn của cậu. Với cả, tớ thấy tớ không được nhận thì cũng chẳng sao. Có thể là mỗi nơi có một tiêu chí lựa chọn khác nhau. Nhưng mà điều làm tớ lấn cấn ở đây ấy, là hôm đấy tớ đi phỏng vấn cùng với một cô gái. Mà hôm đấy anh trai cậu còn không thèm đọc hồ sơ của tớ, đã tuyển luôn cô gái đó rồi. Sao lạ đời thế được nhở? À, có phải cái cô gái gì đi tên Trà đấy đúng không? Tớ biết cô ta, tại vì tớ có xem qua hồ sơ nhân lực của cô ấy. Cô ấy mới ra trường, kinh nghiệm còn non nớt, nói chung cũng chẳng có gì. Thế tại sao anh trai tớ lại đánh trượt cậu và cho cô ấy vào nhở? Lạ thật đấy. Tớ nghĩ lý do đây này. Tớ nghi ngờ có gì đó khuất tất. Đến lúc hai người bọn họ đi ra khỏi phòng, tớ đã xem hồ sơ của Trà. Và tớ thấy cảnh tượng này đây. Thì tớ chụp lại đấy.
Ra là thế. Ông Hùng ơi là ông Hùng. Làm thế này thì chết. Tuyển dụng như này có mà to hay cơm. Thôi được rồi, việc này cậu cứ để tớ sắp xếp. Sắp tới về làm cho tớ đi. Thôi, không cần phải đến mức đấy đâu. Chắc là tớ không có duyên làm công ty cậu thôi. Mà cậu tuyển người khác cũng được mà. Vớ vẩn, tuyển người khác là tuyển thế nào? Thứ nhất ấy, là tớ tin tưởng cậu. Thứ hai là vì học vấn và trình độ của cậu rất cao. Này, không phải vì cậu là bạn thân của tớ mà tớ tâng bốc cậu đâu đấy nhá. Tớ nói thật. Với cả tớ muốn cậu về làm cho tớ để giúp đỡ tớ. Và sắp tới tớ xúc tiến một số kế hoạch trong tương lai. Kế hoạch gì đấy? Không nói được, bí mật. Cứ về làm cho tớ đã. Con khốn nó, mày dám làm hỏng chuyện của tao. Con khốn. Này, tôi cấm. Cấm cô gọi bạn tôi là con khốn. Nghe rõ chưa? Thôi được rồi. Còn bây giờ thì cô Trà đây, mời cô bước ra khỏi nhà tôi, để cho không khí ở trong cái phòng này trong lành một chút. Từ giờ trở đi, cái hợp đồng tình tiền của tôi với cô đến chấm dứt. Này, nhớ giữ bí mật với bố mẹ, nghe chưa? Alo, tôi đây. Không phải giật mình thế làm cái gì. Xuống hầm gửi xe cho tôi chưa? Đợi tôi ở đấy nhá, tôi xuống đón. Anh còn muốn cái gì nữa? Tôi muốn làm ăn với cô. Nói thẳng nhá, tôi muốn cô làm nhân chứng để chứng minh việc anh trai tôi đã gian lận tuyển dụng và lén tàng tiệu với cô. Hả? Tại sao anh lại muốn như thế? Cô chỉ cần biết thế là được. Thế nhá, hẹn gặp cô. Vì tôi cần hạ bệ thằng anh tôi để có thể toàn quyền nhận quyền thừa kế cái công ty này.